khò khò khò. Chúc mừng túc chủ đã đột phá huyền sĩ cấp 2. Tuổi thọ thăng thêm 1 năm, năng lực của thấu thị được tiến hóa. Năng lực cụ thể như nào mời túc chủ tự tìm hiểu. Khò khò khò. Khò khò khò. Không ngờ lại đạt tới cấp 2 nhanh như vậy. Bằng tốc độ này, trong vòng 1 tháng ít nhất có thể đạt đến huyền sĩ cấp 5. Hẳn là đủ để đối phó với Hồ Bất Hối rồi. Kế tiếp ta chỉ cần nằm và nằm mà thôi. Phò mã, ngài đã ngủ cả ngày rồi, nên dùng bữa thôi. Ngài nhất định phải nếm thử canh gà do ta tỉ mỉ chuẩn bị đó. Lúc trước là Tuyết Nhi không đúng, sau này nhất định phải hầu hạ phò mã thật tốt. Mời ngài dùng bữa. Khách khí như vậy, ta ngược lại có chút không quen. Tuyết tỷ tỷ, đêm nay tỷ làm ấm giường cho ta nhé. Có chuyện gì thế này, sao lại đột nhiên lấy lòng ta? Ngài bảo sao thì ta làm vậy. Tuyết Nhi rất vui khi có thể làm ấm giường cho ngài. Xì, quả nhiên là đã hạ độc trong số thức ăn này. Cơm đã sẵn sàng rồi mà sao ngài không ăn? Không có chân gà thì làm sao mà ăn được? Không ngờ cô ta lại muốn xuống tay với ta nhanh như vậy. Nếu đã vậy, ngươi ra ngoài gọi vài món cho ta, hôm nay bản phò mã khỏi bệnh, muốn uống chút rượu mừng. Thân thể của ngài đã khỏe rồi sao? Tất nhiên, đi mau lên. Được thôi. Ăn đi, no bụng rồi lên đường luôn. Sở Thiên Thư, đêm nay ngươi nhất định phải chết. Thiếu gia, Thu Ngọc Đông Ngọc, đã đến lúc nên chuẩn bị một chút rồi. Nhìn đi, trong đống thức ăn này đều có độc. Hả? Là Mộ Dung Tuyết đã hạ độc sao? Cô ta to gan thật đó, ngay cả thiếu gia mà cũng dám hãm hại. Thật ra cô ta đã muốn hại ta từ lâu rồi. Là do lúc trước ngự y bảo ta chỉ còn được sống 7 ngày, nên cô ta mới không động thủ. Thật không ngờ rằng cô ta lại dám động thủ ở phủ công chúa. Cô ta sẽ về sớm thôi. Hơn nữa trốn được mùng 1, không trốn được ngày rằm, sớm muộn gì ta cũng sẽ phải đối mặt với cô ta. Không bằng tận dụng cơ hội này để diệt trừ cô ta. Thiếu gia, người chỉ cần nói bọn ta nên làm gì là được. Các ngươi làm thế này. Thiếu gia, người bị làm sao vậy? Toi rồi Tuyết Nhi tỉ tỉ. Thiếu gia vừa ăn vài miếng thức ăn, liền đột nhiên ngã quỵ xuống, còn nói bụng rất đau nữa. Khụ khụ, đừng vội, để ta xem nào. Xin Tuyết Nhi tỉ tỉ chăm sóc thiếu gia chút. Bọn ta sẽ đi gọi ngự y. Không được đi. Nếu không, ta sẽ giết hắn đó. Độc trong thức ăn là do ta hạ. Người trúng độc này cuối cùng sẽ tan nát ruột gan mà chết. Ngươi, tại sao, ngươi, lại làm như vậy? Ha ha, Sở Thiên Thư ơi là Sở Thiên Thư, chẳng lẽ chính ngươi trúng không biết sao? Lẽ ra ngươi phải chết vào 7 ngày trước mới phải, nhưng tại sao ngươi lại sống lại? Ngươi có biết mấy ngày nay, ta rất muốn giết ngươi đến mức nào hay không? Ngươi giết ta, không sợ mẫu thân ta xử tử ngươi sao? Mẫu thân của ngươi là ai? Sợ là ngươi thậm chí còn không biết mẫu thân mình trông như thế nào. Có biết tại sao cô lại nuôi ngươi như một tên phế vật nhiều năm như vậy không? Đó là vì mẫu thân chết tiệt của ngươi đó. Mẫu thân ngươi rõ ràng chỉ là tiểu thiếp, lại còn sinh ra tiểu súc sinh nhà ngươi. Nếu không phải cô sợ ngươi có thực lực sẽ báo thù, thì đã giết ngươi từ lâu rồi. Thế sao bây giờ lại muốn giết ta? Vì ngươi sắp chết nên ta sẽ nói cho ngươi biết. Đương nhiên là bởi vì Thiên Dương ca ca đã trở thành huyền sư, còn được một sư phụ cực kỳ lợi hại nhận. Đừng dãy dụa nữa, nhắm mắt lại ngoan ngoãn chờ chết đi. Tên phế vật nhà ngươi, căn bản là không nên sống trên đời. Mộ Dung Tuyết, dám độc sát phò mã, còn không mau quỳ xuống. Không phải hoàng hậu đang ở trong cung sao, lẽ nào cô ta? Hậu nương nương, không phải ta. Á! Chết tiệt, là giả. Cái tên phế vật đê tiện nhà ngươi. Khặc. Mộ Dung Tuyết, muốn hại chết thiếu gia, tội không thể tha thứ. Các ngươi, dựa vào mấy tên phế vật các ngươi mà cũng muốn giết ta. Á! Chết đi, thối thể lục trọng cứng như vậy sao? Mẹ ơi, ta muốn Sở Thiên Thư ngươi phải chết. Mẹ kiếp, thật quá đáng, cô ta bị thương như thế mà vẫn còn có thể có sức chiến đấu như vậy.
đứng không phải đối thủ của cô ta, ta nhất định phải tìm cơ hội đâm thêm một nhát mới được. Thiếu gia, Sở Thiên Thư, ta và ngươi không chết không thôi. Tập phim hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ tụi mình bằng cách cày view hoặc donate để giúp tụi mình có thêm động lực ra chap nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.